Hello, chào các bạn quý khán giả. Trong những ngày Tết xuân Canh Tý thì có hai cái hội chợ được tổ chức tại khu Little Sài Gòn Bosa là hội chợ Tết cộng đồng do giám sát viên Han Tu Độ tổ chức tại Quanh Ma Phạc và hội chợ Tết sinh viên. Bây giờ là cái hôm mình đang đến cái hội chợ Tết cộng đồng. Chúng ta sẽ đi cùng một dòng để quan sát cái hội chợ này được tổ chức như thế nào nhé. Thì đi vào cổng chính thì có những cái trang trí cổng chào như là ở Việt Nam mà có cổng máy đình đó, có cây tre, có hoa mai, thì hoa mai giả hồi hôm mình đã tìm các bạn. Rồi có những mấy chòi, rồi cái chuối, đây hoa đào, đây hoa đào, hai có những cánh hàng bánh chân những cô gái được thịt, có hoa đào, những em bé chụp hình. Ở đây có trang trí những cái xe máy các bạn, cấp xe cấp. Cái hình sau là chợ Bến Thành và xe cấp, xe cấp. Cái này cũng có năm trước à? Ok. Đây, cái nhà tròi. À, để mấy bạn chụp hình đó. Ok, đi. Cái này là Quanh Ma Phạc, có cái hồ rất là đẹp các bạn. Đó, nó cho đi quanh lại. Cái này là đường trang trí để chụp hình. Mình có biết cái cúp 70 này các bạn. Còn cái này cúp gì mình cũng không rõ. Rồi mình đứng vòng vòng ở trong nữa. Hát hả? Mặc luôn đi, mặc phát vô. Mình đi khảo sát ngang một vòng thì thấy cũng trang trí rất là đơn sơ, nhưng mà cũng thông cảm vì ở đây cái mấy nguyên liệu khó kiếm. Mấy cô chú chụp hình. Rồi bên này là gian hàng đồ ăn nha các bạn. Tết cộng đồng và tổ chức một cái trưng bày những cái cảnh mà đồ vật để chụp hình, một bên là đồ ăn và bên phía bên trong là cái sân khấu ca nhạc. Bán đồ ăn
Tiền mà quay tô ngồi ăn ra làm bán ngân hàng à, quảng cáo luôn. Bán rồi ăn. Đây là bảng hiệu hồ tến cam 2020. Đồng tổ chức vào ngày hôm nay các bạn thứ bảy và ngày mai nữa là kết thúc nè các bạn. Các bạn tranh thủ đi ngày hôm nay và ngày mai và còn hậu tết sẽ ăn viên ở Costa Mesa luôn nha các bạn. Đây và con ăn gì mà sức đông quá. Rồi, phía trong là sân khấu nha các bạn. Mình sẽ đi vào phía trong chắc để coi kia. Không khí bên trong như thế nào? Vâng, ở dưới đây thì còn có rất là nhiều để cho các hỏi thăm con gia đình mình tham gia. Vancouver, Canada. Cho Vancouver, Canada một tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị. Wow, đi hội chợ Tết năm nay vui không chị? Quá vui, nhưng mà ở đây đồ ăn có gì ngon nhất? Cả tướng mời chưa quý vị. Như vậy là cô này cũng là một trong những người phải gọi là ăn kiêng, chỉ có ăn cá thôi chứ còn tránh thì chỉ có ăn cá sao làm sao mà cho sức khỏe thật là dồi dào trong năm mới. Bây giờ chúng ta đi qua bên đây chúc cô bị kiện phải không ạ? Bên đây gặp hai bác ở đây rất là đẹp. Bác ơi, bác tên chi và bác ở đâu tới? Bác ơi, là Jonathan Miguel. Là Jonathan Miguel, vâng, ở Việt Nam của quận Cam tới đây để mà du xuân. Và thấy bác ăn học rất là ấm cho nên là Tết đến. Nhưng mà quý vị nhớ là chúng ta đang ở trong cái mùa cúng. Và đặc biệt bây giờ là ai cũng sợ, đó là cái dịch cúng Corona ở bên Trung Quốc. Cho nên là chúng ta phải cẩn thận nha. Và xin phép là hỏi cô từ đâu tới ạ? Cô ở trên Los Angeles. Canada. Canada luôn, ở vùng nào cô? Toronto. Toronto, Canada, cho một tràng pháo tay thật lớn chúc quý vị. Vâng, và bây giờ để cho Nắng đi qua bên đây có người mắc mắc tay. Hi, how are you? I live in Da Nang, Việt Nam. Đà Nẵng, Việt Nam. Ô trời ơi, nhưng mà tại sao nói tiếng Việt giỏi quá vậy? Come on. Cảm ơn chúc quý vị. Đến từ Đà Nẵng, Việt Nam, xin cho một tràng pháo tay thật lớn. Vâng. Và ở bên đây thì Trọng Thắng thấy một cái điều mà vừa nãy Trọng Thắng có hỏi thăm và chú nói tiếng Việt rất là hay. Và một cái điều cũng là rất là đặc biệt, không biết là có bà con họ hàng gì không. Chú ơi, nghe nói chú cũng ở Đà Nẵng phải không? Dạ không phải. Chú ở đâu ạ? Chú ở Tennessee, kiếp này mà kiếp trước ở Việt Nam. Bà xã giờ hỏi cô coi là cô có dạy tiếng Việt cho chú không mà sao nói hay quá vậy? 38 năm. Oh, 38 năm. Chúc mừng rất là hạnh phúc của hai cô chú. Mới đây thôi. Vâng, chú quý vị rất là vui. Có nghĩa là chú nói tiếng Anh, nói hồi đấy thì chồng đang nói tiếng Anh với chú và chú trả lời toàn tiếng Việt, cho nên là hơi ngỡ ngàng. Mà bây giờ xuống đây là thấy chú nói tiếng Việt là giới thiệu luôn cho tất cả bà con chúng ta cùng thưởng thức tài nghệ nói tiếng Việt. Mà cô nói là 38 năm sống chung mà chú mới nói là mới đây thì không biết là cái chuyện gì xảy ra đây ạ? Cô có bật mí được không?
Mới đây các bạn mới tham gia coi. Rất giỏi, nói rất hay. Cái này là chú phải viết sách để cho chồng hắn học nữa nhé. Okay. Và xin phép hỏi coi chị ở đâu tới? San Francisco. San Francisco, lái xe xuống thì sao chị? Yeah. Và cảm ơn chị đã đến cùng với lại hội chợ Tết Vật Cam. Và nhớ nha, quý vị nào mà trở lại thì đêm mai chúng tôi cũng có cái chương trình văn nghệ rất là hấp dẫn ở đây, cả ngày từ 10 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm. Cho nên là quý đồng hương, quý bà con hãy đến và ủng hộ cùng với lại chúng tôi trong dịp Tết này nhé. Và bây giờ thì ban nhạc cũng sắp sửa phải gọi là chuẩn bị xong rồi, Trọng Hằng sẽ trở lại trên sân khấu để giới thiệu đến cho quý vị những cái nhạc phẩm đầu tiên trong chương trình Tết ngày hôm nay, mùng 1 Tết. Và thường thường thì quý vị thấy là Trọng Hằng đi đâu cũng có đôi có cặp, và lý ra thì có MC, một người MC, một người em gái rất là thân thương cùng với Trọng Hằng, nhưng mà chắc hồi nãy kẹt xe cho nên cố đến trễ, nhưng mà Trọng Hằng mới thoáng thoáng thấy mặt rồi. Bây giờ mời quý vị cùng với chúng tôi chào đón MC ca sĩ Thúy Hằng. Wow, một mặc một áo dài đẹp quá. Thúy Hằng xin kính chào quý vị khán thính giả. How are you today? Kính thưa quý vị, ngày hôm nay rất là vui mừng. Một lần nữa anh em chúng tôi lại được gặp cùng với tất cả quý vị mà nãy giờ nghe Trọng Thắng nói là chúng ta có khắp nơi ở trên toàn quốc Hoa Kỳ đã tụ họp về đây, và chúng ta hòa mình trong cái không khí của dân tộc của Phạm Vân ạ. Dạ vâng, và không chỉ là ở Hoa Kỳ không thôi, mà Canada nè, châu Âu nè cũng tới nè, rồi có cả chú này Đà Nẵng qua, rồi cả cặp vợ chồng từ Tennessee, nhưng mà cũng có học tiếng Việt Đà Nẵng nữa không chú? Vâng, vui quá. Kính thưa vị, năm nay là năm Canh Tý đúng không ạ? Năm Canh Tý thì bây giờ anh em mình nói chút về con chuột phẩm anh ạ. Vâng, xin chắc phải nhờ Thúy Hằng chúc trước. Bây giờ Thúy Hằng xin chúc cho quý vị đó là một cái câu như thế này, đó là cầu chúc cho tất cả mọi người chúng ta sẽ có được một năm an khang thịnh vượng, thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều bình an. Vâng, chúc quý vị trong tháng thì chúc cho quý vị một nụ cười cho lòng thêm ấm áp, một ánh mắt cho hạnh phúc tràn đầy, một lời nói cho trọn vẹn niềm tin, một cái nắm tay cho yêu thương còn mãi, một sự chờ đợi cho tình mãi bền lâu, một chút hờn ghen cho yêu thương tỏa sáng, và một trái tim hồng cho tình yêu thủy chung. Trời ơi, quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn. Chưa gì mà đầu năm đã cảm thấy của mình đã ướt át dễ sợ lắm vậy đó quý vị. Nghe là tự là muốn thấy tình yêu lên ngôi liền ạ. Dạ vâng, từ vì một năm mới là một năm bao giờ chúng ta cũng mang yêu thương lại đến nhau, và nhờ sự yêu thương mà cộng đồng của chúng ta mới đoàn kết, mới bền vững và mỗi một ngày mình phát triển như ngày hôm nay. Đúng vậy, kính thưa quý vị, đó là năm Canh Tý, là năm chú chuột. Năm chú chuột là mọi chút những cái con chuột lúc nào cũng đoàn kết, đi đâu là đi một bầy hết, không bao giờ nó đi một mình. Nếu mà nó đi một mình, những cái nghiên cứu được cho thấy nó sẽ bị bệnh trầm cảm, mình có tin không? Nhưng mà có một cái điều mà Thúy Hằng vừa mới khám phá nữa, thì năm nay là năm con chuột, đi làm MC thì mình phải tìm hiểu cái võ anh. Quý vị có biết rằng á, là con chuột đó, khi mà con chuột đực mà nó đi để mà nó tỏ tình với chuột cái, thì Trọng Thắng biết nó làm cái gì không? Cái này chắc không có tỏ tình, chuột tỏ tình thì nó hơi căng thẳng. Thúy Hằng kể cho biết. Quý vị rất là ngạc nhiên, đó là chuột đực nó sẽ rơi nước mắt khi mà nó tỏ tình cùng với chuột cái. Anh có tới giờ hoàng đạo cái đó thì mình chắc phải hỏi ông trời cho nó nghe. Thật ra nếu quý vị nào mà có chuột nhà, tối nay coi thử tới giờ hoàng đạo nó làm gì, nó có chạy nước mắt hay không. Dạ vâng, giờ hoàng đạo thì không thấy, nhưng mà bữa nay thấy Thúy Hằng mặc một cái áo dài rất là đẹp. Cảm ơn anh Trọng Thắng. Coi như là chuột vàng không Thúy Hằng? Dạ, hôm nay chuột vàng đứng cạnh chuột đỏ thì mình phải vàng lên chút xíu, mình mới cạnh tranh được phải không ạ? Dạ vâng. Các em nghệ sĩ hôm nay rất là đông, nhất định sẽ ra một chương trình rất là hay để mà gửi đến quý vị. Cung đàn Thúy Hằng sẽ lần lượt gửi đến quý vị những bài hát. Chương trình ca nhạc chắc sắp tới bắt đầu rồi. Bây giờ mình bước ra và đi dạo thì mua đồ ăn tiếp. Ok, đi dạo quanh cho cả nhà biết thôi. Các bạn có dịp đến đang còn gần đây ở quanh Mặt Bạc thì ghé thăm và chơi nhé các bạn. Chào các bạn. Những công mà cha ông đã dựng cho đất nước Việt Nam, và đồng thời nữa đã bảo tồn